Bữa nay thấy người tịnh lắm, không lẽ sự gì đến giải quyết xong? Đúng vậy, bữa nay lâu sư phụ sắp thắng chúng tôi lắm. Vậy được, ngày hôm nay hai chúng ta tránh thức đấu một trận quyết liệt đi. Mời. Mời. Bắt đầu thi đấu. Dương sư đệ, người tới đây là khách, xin chúc chiều chú đi. Được. Hấp dẫn. Thank you.
Miếu họ đừng có đánh nữa. Nên hay hay, đúng là trời của địch thủ, nhân tài xuất sắc ha. Dương gia, thắng bại còn chưa rõ, tại sao lại kêu ngừng? Dương gia, Tổng Dương.